Tối hôm nay Sài Gòn rất là mát ha, chúng ta ăn bánh căn nha, bánh căn Phan Rang. Ở đây có mực, có tôm, có hàu. Ngay quận 10, đường Trường Sơn. Đây là món thứ hai các bạn ha, đây là bánh canh chả cá và cá dầm của Phan Rang. Đó, tô này 42.000 đồng. Bánh căn, phần nước chấm như loại cuốn. Và đây là đường Thành Thái, quận 10. Tối hôm nay trời Sài Gòn rất là mát các bạn. Chiều hôm nay có mưa nữa, mưa khoảng độ 3 giờ, nhưng mưa khoảng độ 1 tiếng gì đó thôi. Mưa cũng nhỏ, không lớn lắm. Và chạy tới đây chúng ta quẹo phải vào đường Tô Hiến Thành ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một chút xíu nữa, chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Đồng Nai. Và bây giờ chúng ta quẹo trái vào đường Đồng Nai. Con đường này buổi tối bán hàng ăn hàng uống khá là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chạy theo đường Đồng Nai cho đến khi chúng ta quẹo phải vào đường Trường Sơn. Và bây giờ chúng ta quẹo phải qua đường Trường Sơn. Đi thêm một đoạn nữa, các bạn chú ý bên phía tay phải nha, quán Hai Phượng, bánh canh, bịch căng, Phan Rang. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 16 tháng 8 năm 2022. Mình đang có mặt ở đây, địa chỉ là CC20, Trường Sơn, phường 15, quận 10. Ở đây có đặc sản Phan Rang Hai Phượng, web haiphuong.com các bạn ha. Sẽ khá là ồn, và tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn đặc sản Phan Rang, đó chính là bánh căn hải sản và bánh canh chả cá cá dầm. Rồi chúng ta qua ha. Một người bạn trên Facebook của mình khen chỗ này ngon nè. Và bạn mình là người Bình Thuận, Phan Thiết, Mũi Né. Chúng ta đi qua. Đây, chúng ta cùng nhìn số điện thoại 0941294040, 0909626622. Rồi, chúng ta cùng nhìn về bánh căn.
mình gọi một cái phần bánh căn hải sản có tôm, có mực, có hàu. Dạ. Để cho chị nướng nha. Ở đây chúng ta thấy cái phần tôm với phần mực nè. Ừ. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? 7 giờ tới 9 giờ đêm. À, 7 giờ sáng 9 giờ đêm ha. Ở Ninh Thuận là mình ở đâu vậy hả? Phan Rang. Phan Rang Tháp Chàm hả? Dạ. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Mình đã từng ghi hình cái Phan Rang Tháp Chàm từ Bình Thuận đổ về Ninh Thuận tới Khánh Hòa ha. Nói chung là quay hình hết rồi. Nha Trang, Hội An, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Tây Bắc, Đông Bắc. Trong cái chuyến hành trình từ Sài Gòn ra Hà Nội 2 tháng. Rồi. Giờ mình bán đây được bao nhiêu lâu rồi chị ha? Cái quán này mở hay sao? Dạ đúng rồi. Quán này mở mười mấy năm. Mười mấy năm rồi ha. Cái vị ở đây mình làm hoàn toàn là Phan Rang luôn hay mình có tùy chỉnh không chị? Dạ đúng rồi, Phan Rang hết. Thì em nói là có tùy chỉnh như là độ ngọt, độ mặn gì cho hợp với người Sài Gòn không á? Giữ nguyên luôn à? Giữ nguyên luôn tốt. À, cái này là trứng cút. Rồi chúng ta đợi xíu nha. Đây, cho ra trứng gà chị hả? Yeah. À. Của em gọi một phần bánh căn hải sản đó. Đẹp không? Từ từ sẽ lên màu. Cái đó là thịt hả chị hả? Đúng. Thịt này là bột căng cảnh. Rồi chúng ta có hải sản, có tôm. Này con tôm. Mực. Có cái phần hàu đó vậy hả? Con hàu á? Đúng rồi. Dạ dạ. Để chị. Thôi tiếc là hôm nay không còn có chả mực. Chả mực hết anh rồi. Rồi là giá nó cao đúng không? Ngày mai có không chị? Chưa biết hả? Ở đặc sản ngoài Bắc mà anh. Dạ. Nó lâu lắm. Để mình chụp cái tấm hình cái nha. Rồi trong lúc đợi bánh căn ở đây có bán gỏi cuốn nè. Lát mình sẽ quay thực đơn nha, đằng kia là cá ngừ chả. Ở đây được 3 cuốn. Thêm cuốn nữa không chị? Quay cho em thêm một cuốn nữa. Dạ. Để em quay cái. Rồi bánh tráng lớn hả? Bánh nó bự. Rồi. Cái này chị làm cho em quay nha. Sẵn giới thiệu luôn. Chả đây chả gì chị? Chả cá. Chả cá mà là cá gì đó? Cá mối. Hả? Cá mối. Cá mối hả? Dạ. Một cái cuốn như bao nhiêu tiền hả? 15 hả? Vậy tôi lấy luôn cuốn luôn đi. Lấy luôn cái cuốn này luôn chị nha. Dạ. Đó, sẵn chơi luôn. Rồi, chúng ta thấy trứng với chả cá mối. Rồi, rau, bánh tráng. Rồi, cuốn lại. Nhìn cái món này nhớ nhớ về Quy Nhơn, Bình Định. Bình Định cũng có này. Dạ, cái giống giống giống. Mày ăn với tư đậu phộng đó chị. Dạ. Cái gì? Vô. Dạ ăn. Để đi ra ngoài bánh căn. Rồi, chín chín mở ra. Đó. Oh, wow. Cái đế nó phải giòn giòn ăn mới đã. Đó các bạn. Rồi chụp hình cái. Wow, cái mùi thơm. Cái dĩa đó của em đúng không chị? Cái của người ta hả? Rồi, cái dĩa của em. Đây, miếng tôm, miếng mực.
Hai con tôm. Ồ, cái lớp. Rồi, sẵn là bánh canh luôn vậy. Bánh canh. Vô luôn. Hàu. Hàu đây cũng phải rang luôn. Hàu phan rang luôn hả? Là đồ mang từ ngoài vô. Dạ. Rồi mình đi vô luôn. Dạ rồi, mang vô dùng thôi chị ha. Rồi có kèo quạt để mình lướt qua chứ không phải nó ồn. Và đây là không gian bên trong ha. Mình quay tổng thể. Bé kia đang mở nhạc, hơi khó quay. Rồi. Đây, dĩa bánh căn hải sản. Nhiêu tiền người ta? 75.000 đồng. 75.000 đồng. Cái này tương đậu hả? Đậu phộng, này mắm đen. Ok. Đây cái phần rau sống nè. Như là cái phần chắc là xoài hay gì không biết nha. Hay đu đủ, đủ ta? Xoài, thường là xoài mà. Okay. Ở ngoài Nha Trang mình ăn xoài. Không biết đây là xoài hay đu. Xoài. Đây, mình quay cận cảnh cái phần tương đậu. Vậy là phần mắm nêm ha, chở vô rồi đó. Và thêm nữa, đây là chính là cái tô bánh canh cá dầm và chả cá. Tô này nhiêu ta? 40.000 phải, 42 phải không? Đúng rồi. Ok. Đó, kế bên luôn là cái gỏi cuốn với lại cái phần nước mắm ớt. Rồi, chúng ta chuẩn bị ăn thôi. Rồi, mình ăn một phần bánh canh cá dầm với lại chả cá với cái phần bánh căn nha. Và sau đây là phần nhận xét. Trước khi nhận xét mình nói một từ ngon. Rồi, Minh, nhận xét của em đi. Anh sao? Về cái phần bánh canh trước đi. Bánh canh trước đi. Nói bánh canh á, cái nước lèo nó hơi hơi bị nguội xíu. Nhưng tổng thể là nó ngon nha. Ok. Cái chả cá ngon. Cái dầm, cái cá ngừ. Cá ngừ. Cũng ngon luôn. Nhưng okay. Mà nếu so sánh giữa cá ngừ với cái chả cá thì cái chả cá lại ngon hơn. Ok. Cái chả cá ngon, cái thơm, cái vị tiêu của nó lên đó. Rồi. Lớp da chiên lên đó. Ok. Cái nó ngon lắm. Rồi. Cộng bánh canh rất là ngon. Rồi. Cái cộng bánh á. Tiếp theo. Rồi cái gì nữa? Bánh canh. Ủa, bánh canh. Bánh canh. Thì bánh thì cũng ổn. Ừ. Cái mắm nêm hơi đậm nha. Ok, mắm nêm đậm nhưng mà thêm về vị ngọt đúng không? Đúng rồi. Rồi tiếp. Hải sản sao? Gồm tôm, hàu và mực. Cái này hàu em chưa có ăn. Rồi. Có ăn tôm à. Ok. Ok. Tiếp phần hàu. Rồi trong lúc đợi mình ăn nha, mình nhận xét nha các bạn. Đầu tiên là cái phần bánh canh. Bánh canh cái phần chả cá, phần cá ngừ này mình thích cái phần nước lèo của nó là đậm đà. Thực sự cái phần nước lèo đậm đà, còn bánh canh ngon. Cái phần cá ngừ cũng ngon luôn. À, và cái phần chả cá thực sự ngon. Tuy nhiên cái phần chả cá nó sẽ thiên về cái vị hơi ngọt xíu các bạn nha. Không có tiêu. Thì cái phần nước mắm ngon nữa. Đây nước mắm này nè, ớt cay. Cái mình mong muốn hơn chính là cái tô bánh canh này nó phải nóng hơn chút xíu nữa. Tức là cái phần nhiệt của nó càng nóng càng tốt. Ở đây là mới vừa đưa ra thì ăn cảm thấy nó vẫn còn hơi nóng thôi. Hơi chưa nóng tới. Ờ, phải nóng hơn nữa. Rồi, bây giờ chúng ta xét về phần bánh căn nha. Bây giờ các bạn nhìn nha. Lượt cái mặt sau nó ra mình. Khi mà mới vừa làm xong nó sẽ có một cái độ giòn phía sau. Và bên trong nó sẽ xốp. À, cái phần hàu mình cảm thấy là tươi, ngọt thịt. Cái phần tôm thì mình thấy bình thường. Nói chung cũng ngọt thịt đó. Cái phần mực tươi. Mình thích nhất chính là cái phần tương đậu ở đây. Rất là thơm các bạn. Rồi cái phần mắm nêm ở đây cũng ngon luôn. Tuy nhiên cái vị ở đây sẽ hơi thiên về cái vị ngọt chút xíu nha. Đó, ớt rượt cay thì ăn thêm cái phần xoài sắc ra. Nó chua chua thì sẽ ngon. Thế phần bổ dụng bánh mì ăn cũng được. Bánh mì cũng rất là vui ha. Nhưng mà nghĩ sao nó thiếu một cái độ béo. Đúng không? Cái là nó chỉ là bánh mì giòn thôi. Nói chung không có điểm chê, tuy nhiên cái dĩa 75.000 đồng cho mình bánh căn hải sản em thấy sao? Hơi cao. Giá hơi cao đúng không? Ừ. So với cái phân khúc của loại bánh căn ở bánh căn ở ngoài đường cái ngoài xa Trường Sa á. Ờ. Dĩa như em ăn rồi chỉ 30.000. Mà bánh 30.000 so với hải sản. Trứng với lại cái gì? Cái gì đó. Bánh căn trứng với lại ví dụ sao vẫn rẻ hơn thằng Nha Trang. Mà Nha Trang nó nhiều hơn. Ở Nha Trang cái nó to đùng. Nói chung cái phân khúc 75.000 đồng này bánh căn hải sản thì mình nghĩ là sẽ có một số bạn sẽ thích.
một số bạn sẽ chọn cái phân khúc bánh căn bình thường hơn và bánh căn trứng thôi. Cái khâu nhà chàng cũng to, nó bự một bánh căn. Ok rồi, tập trung ăn, ăn cho hết. Chứ sau đó mình sẽ quay phần thực đơn nha. Vừa nãy em thấy cái phần tàu thấy sao? Bình thường là nó cũng béo béo, tại nó hào sữa, nó béo béo thôi. Béo một thịt. Ok. Thích nhất cái tô bánh căn á. Tô này nè. Nhưng mà cái phần nhiệt nó lại hơi thiếu chút xíu. Mà cái nóng hơn sẽ ngon hơn. Cái chả ngon. Ok. Đúng người phân ra. À, quên nữa, chỉ có bán cái chai gì đó. Chai nước nho. Giống đây, đây mở ra nho lên men á. Nho lên men, mở ra uống thử coi. Cái chai này như thế á. 30 ngàn. Cái đợt mình đi Phan Rang, mình có vô cái vườn nho các bạn mà ăn nho, mà nho của Phan Rang biết sao không? Rửa sạch xong bỏ vô tủ lạnh đó. Trời ơi, để nó sao đông hơi đông đông, ăn bạ lắm ha. Chua chua ngọt ngọt giòn giòn. Đó, đây là cái phần nước cháy nho, nước nho lên men. Nho. Ở đây có phần chả nè. Ở đây có mấy loại chả vậy ta? Mở ra một loại chả ăn. Sao? Thơm hả? Nhưng cái vị như thế nào? Độ chua, độ ngọt. Không chua. Không chua. Nó cái vị chính của nó là ngọt. Ok. Cái cũng có mẹ ừ. Như bia rượu á. Ok. Có một tí thôi. Rất là vị nó từ nó sẽ là thiên về vị ngọt. Ngọt nhẹ, hơi hơi chút xíu lên men hơi giống như kiểu như là đủ nho. Không tới đủ nho, đúng là nước lên men thôi. Nói chung uống ổn. Đặc sắc thì phải đặc sắc. Rồi, tháo luôn cái chả ra bạn. Chả gì đó. Gì quá trời lá gì trời. Này chả thì nem vậy. Còn trời còn lá nữa hả? Đây chắc là lá lá chụp dục. Rồi này nem rồi. Nem. Nem bì. Đâu nem thịt chứ mấy nem bì đâu. Nem thịt nó nem thịt quá. Rồi lấm lấm. Rồi, lấy cái đồ sẵn nó làm hai ăn thử. Từ. Xin thêm ớt. Cho xin thêm ớt sắc hay gì? Dạ. Ớt sắc á. Ớt sắc. Ớt sắc. Mấy cái ăn luôn cho chị. Thôi có kệ, lấy cái muỗng sẵn ra ăn thử. Đây là phần nem thịt bì, rất là dai, ngon, vị chua, ngọt nhẹ và rất là thơm. Cái này dạ. Hay là giới thiệu cho mình xin cái đường. Tối nay em về em xử lý video em sẽ đăng xong em gửi cho chị. Dạ tối nay đăng luôn á. Dạ em làm nhanh lắm, em không có sửa, em không có chỉnh sửa video. Ở đây có thêm món hấp là cá ngừ, cá bớp, mực hấp 110, 150, 149, 179. Cái cá bớp này là hấp xong mà ăn với củi bánh tráng này chị. Ủa bỏ rồi hả? Dạ. Không không. Dạ. Đây chị chủ dễ rất là dễ thương, chị bán đây bao nhiêu năm chị? Bán mình là 10 năm. Được mấy năm ở đây hả? Ở Phan Rang là chị là ở ngay thành phố hả? Ngay thành phố luôn. Dạ. Phan Rang Tháp Chàm. Lâu rồi không ghé lại. Dạ chị tên Phượng luôn. Dạ. Chị nói là bán ngày mùng 1 và ngày rằm cũng bán coi như là nghỉ Tết thôi. Dạ. Năm giờ rồi Tết là mình còn bán luôn. Vậy hả? Nghỉ mùng 30/11. Dạ. Hai Phượng. Tốt nhất là gọi số điện thoại, nếu trong trường hợp mà lễ Tết các bạn gọi số điện thoại 0941 294040. Chị sẽ Yeah. Đi tìm con á. Và đây từ quán Hai Phượng trên đường Trường Sơn ha, chúng ta chạy thẳng ra đường Cách Mạng tháng 8 quận 10. Và các bạn sẽ thấy là công viên Lê Thị Riêng nằm bên phía tay trái. Như vậy là các bạn có thể đi từ hướng của quận 3 theo Cách Mạng tháng 8 quận 10 để quẹo phải, quẹo trái chứ, vào đường Trường Sơn. Đó, các bạn nhìn ha, công viên Lê Thị Riêng phía trước mặt các bạn. Và đây chúng ta quẹo phải vào đường Cách Mạng tháng 8 quận 10 để đi về. Và sau đây mình ghi hình lại một đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông quận 5. Lúc này là một số cái khu vực bị cúp điện á. Nhìn cái cảnh nó rất là lạ các bạn.
Đây, bên phía tay phải ha. Đó, cúp điện. Đi về cái khu vực gần tới đường Châu Văn Liêm, các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn. Đó, bên phía tay trái cũng vậy luôn, đang cúp điện. Trước mặt các bạn là bùng binh, tượng đài Phan Đình Phùng. Bây giờ mình sẽ quẹo phải vào đường Châu Văn Liêm, các bạn sẽ thấy rất là rõ này. Đó, bình thường thì khu vực này rất là sáng đèn. Đó, bây giờ nón sơn góc tay phải cúp điện. Đó, Châu Văn Liêm hay là Tổng đốc Phương, các bạn nhìn hai bên ha, cúp điện rồi ha. Tuy nhiên qua cái góc giao với đường Trần Hưng Đạo bên kia thì lại có điện. Đó, các bạn để ý nè, tòa nhà Sacombank có điện. Nhưng mà góc tay trái, Siệt Tắc Phúc, cái buffet bên đó thì lại không có điện. Đó, bên góc bên đây cũng vậy luôn nè, đường Châu Văn Liêm cúp điện hết luôn. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải vào đường Hải Thượng Lãng Ông. Cái khu vực này hiện tại bán lồng đèn Trung Thu rất nhiều. Đó, các bạn nhìn qua bên kia ha, bưu điện quận 5 đó. Thì toàn bộ khu vực này nè, đó, cúp điện hết. Thì bây giờ là đèn nhấp nháy của những cái đèn Trung Thu đó. Thấy nó lạ không? Chính vì yếu tố lạ này mình mới ghi hình đó. Rồi, mình chạy thêm một đoạn nữa, mình sẽ quẹo trái lại. Đây, chúng ta chuẩn bị quẹo trái nha. Mình thường xuyên đi con đường này và những lúc mình đi qua đây á, đều là sáng đèn cả. Tự nhiên hôm nay nó tắt đèn, cúp điện, cảm thấy rất là lạ. Đó. Tự nhiên nhớ về những ngày xưa, nhớ vào những cái ngày mà Sài Gòn cúp điện của khu phố mình. Hồi đó có những giai đoạn là khoảng độ một tuần là cúp điện tới 3-4 ngày luôn. Và những lúc đó cúp điện thì bọn trẻ trong xóm rất là vui, ra quậy tưng bừng luôn. Và đây là Lương Nhữ Học. Đó, lúc này cũng cúp điện luôn các bạn. Tuy nhiên góc qua bên kia thì lại có điện.